Chào mừng quý vị đến với kênh Tâm Linh 365. Quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất từ chúng tôi nhé. Quý anh chị và các bạn thân mến, sau đây là thông tin chi tiết về top 3 con giáp may mắn. Từ nay đến giữa tháng 12 năm 2022, 3 con giáp nhận sự nghiệp mỹ mãn, thu lợi dồi dào, thành công êm đẹp, công danh thuận lợi. Con giáp may mắn đầu tiên được nhắc tới chính là con giáp tuổi Sửu. Sửu được trời phú cho giác quan nhạy bén, con giáp này có rất nhiều cơ hội để làm nên sự nghiệp. Ngoài ra, người tuổi Sửu còn hay được thần tài chiếu cố. Nếu có chí tiến thủ, con đường tài lộc sẽ ngày càng rộng mở, vận đào hoa cũng khá thịnh vượng từ nay đến giữa tháng 12. Dù cho là học tập hay công việc, người tuổi Sửu đều đạt được những kết quả tốt nhất, khiến người khác phải ngưỡng mộ. Con giáp này cũng có được nguồn thu dồi dào từ công việc chính ổn định và từ những khoản đầu tư thông minh. Người tuổi Sửu có sự nhẫn nại kiên trì nên dù có khó khăn, dù cho mọi người xung quanh nghĩ đó là điều không thể, thì vẫn luôn nỗ lực để có thể hoàn thành mục tiêu. Mặc dù không phải là người có kỹ năng tốt, nhưng chính sự nỗ lực không ngừng mà cuối cùng người tuổi Sửu thường chạm tới đích của chính mình. Cũng vì thế mà người tuổi Sửu phải đến độ tuổi khá muộn mới có thể thành công. Người tuổi Sửu có tinh thần cạnh tranh khá dữ dội, thường không thích thua kém người khác. Họ khá nhạy cảm và không thể bỏ qua việc bị người khác xem thường. Và vì thế mà họ lại càng nỗ lực hơn để đáp trả lại những hành động đó. Với tính cách nghiêm túc, nỗ lực hết mình, nên cuộc sống của người tuổi Sửu khá êm đềm, không mấy xáo trộn. Họ luôn thích làm theo một lịch trình đã được đặt ra, cũng vì thế mà người tuổi Sửu khá coi trọng chuyện tiền bạc, chi tiêu có kế hoạch, không lãng phí và đương nhiên là không tiêu tiền vào chuyện cờ bạc. Vì vậy họ là những người rất dễ tiết kiệm. Người tuổi Sửu không bị thay đổi hay đưa đẩy do số đông hay không khí xung quanh. Khi đã đặt ra mục tiêu của mình, họ luôn nắm vững tinh thần, quan điểm và hành động theo điều đó. Họ là người coi trọng gia đình, bạn bè, sẵn sàng góp sức khi bạn bè, người thân mình gặp khó khăn, đặc biệt với những người cực kỳ quan trọng với bản thân. Họ là người luôn luôn nhớ và mừng sinh nhật dành cho người đó. Trong tình yêu cũng vậy, người tuổi Sửu luôn xem trọng người yêu của mình. Dù có kết hôn, người đó cũng không đổi, luôn cật lực làm việc vì vợ, vì con. Tuy nhiên, sự phấn đấu trong công việc mà nhiều khi người tuổi Sửu hay bị ế nên rất hay bị rụng cưới, hay hỏi khi nào lập gia đình từ mọi người xung quanh. Người tuổi Sửu không giỏi trong việc khẳng định bản thân, mặc dù có quan điểm riêng và khá chắc chắn với nó, nhưng người tuổi Sửu không hề giỏi trong việc thể hiện cảm xúc hay suy nghĩ của mình, do vậy họ cũng không quan tâm đến việc mình phải thật nổi bật. Như đã nói ở trên, người tuổi Sửu thường hành động theo cách của riêng mình, do đó họ cũng có phần nào đó hơi ngoan cố. Do có tính cách này, đôi khi họ gặp phải nhiều điều không hay, mặc dù phán đoán của họ sai, có cách khác tốt hơn. Nhưng người tuổi Sửu không phải là người nhanh chóng chấp nhận điều đó, do vậy so với người khác họ thường đi đường vòng và tốn nhiều thời gian hơn. Người tuổi Sửu có lúc cảm xúc bị bùng phát, mặc dù là người có khả năng chịu đựng tốt, nhưng người tuổi Sửu lại khá nhạy cảm với đánh giá của mọi người xung quanh và nhiều khi họ cảm thấy bực tức với những đánh giá này. Những căng thẳng tích lũy hàng ngày và khi chạm đến mức giới hạn thì họ sẽ trở nên không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Lúc tức giận, họ cũng sẽ trút bỏ ra cho đến khi hết sạch toàn bộ những cảm xúc kìm nén từ lâu. Với những người xung quanh thì những cơn bùng phát này của người tuổi Sửu khá là dữ dội. Tính cách người tuổi Sửu có nhiều ưu điểm như sống độc lập, trưởng thành sớm mạnh mẽ và kiên định. Họ thường có nhiều ước mơ, hoài bão và ý chí lớn, không ngại khó khăn và nguy hiểm. Đối với công việc, người tuổi Sửu rất cần cù chăm chỉ. Họ thường nhẫn nại, có khả năng chịu đựng cao và nhờ đó có thể vượt qua được nhiều thử thách. Tuổi Sửu thường nói đi đôi với làm, một khi xác định mục tiêu là kiên trì theo đuổi. Người tuổi Sửu điềm tĩnh nhưng kiên cường, chăm chỉ, chu đáo và tận tụy. Vì thế khi làm việc họ luôn có phương pháp tốt và quyết đoán khi thực hiện. Đặc biệt họ còn biết nhìn xa trông rộng, không dễ dàng bị cám dỗ bởi cái lợi trước mắt. Giống như con trâu phải cần cù chăm chỉ, vất vả ngược xuôi thì mới đạt kết quả. Rất ít người tuổi Sửu sinh ra đã ngậm thìa vàng. Tuy nhiên, trái với yêu cầu phải vất vả ngược xuôi thì họ lại có hình tượng của sự khoan thai bình tĩnh. Tuổi Sửu có tính cách khẳng khái, thích du ngoạn, thích nghi tốt với hoàn cảnh,
Kiến thức có được do trải nghiệm nên có thể làm nhiều nghề, học một kiểu thành công kiểu khác. Nam mệnh có số giang hồ tứ hải giai huynh đệ, nữ mệnh có số bôn ba. Đối với tình cảm, người Tỷ Sửu rất trọng về tình cảm gia đình. Cảm ơn quý anh chị tuổi Sửu đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Sửu có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Con giáp may mắn tiếp theo được nhắc tới chính là tuổi Tý. Tử vi cho biết từ nay đến giữa tháng 12, tuổi Tý gặp nhiều may mắn tràn đầy năng lượng, có khiếu hài hước nổi bật, có lợi cho việc mở rộng kinh doanh và phát triển nguồn tài chính, tiền vào nhưng không ra, tích được nhiều của cải. Con giáp này có sự nghiệp hanh thông, Tý được quý nhân giúp đỡ giúp tài lộc được nâng cao. Tuổi Tý dự báo có đường tài vận vượng phát, sự nghiệp có nhiều khởi sắc, có cơ hội thể hiện tài năng trong công việc. Mọi nỗ lực mà con giáp này bỏ ra nhanh chóng sẽ được đền đáp lại. Người tuổi Tý là người hay tươi cười lại dễ thương nên rất được mọi người yêu thích. Thêm vào đó do không thích chuyện cái cọ nên người tuổi Tý rất hòa nhã khi đối xử với người xung quanh. Do đặc điểm này mà người tuổi Tý có nhiều bạn, không phải là người thích lãnh đạo, thế nhưng do có sức hút riêng nên trong đám đông người tuổi Tý luôn có một chỗ đứng nhất định. Người tuổi Tý có khả năng chịu đựng cao nên từ học hành, hoạt động ngoại khóa đến công việc, họ đều làm một cách cẩn thận nên thường là người có thành tích nổi bật. Người tuổi Tý không thích cái cọ nên dù có gặp điều khó chịu cũng không tỏ thái độ gay gắt. Nhờ đó mà ít khi xảy ra những rắc rối trong quan hệ giữa người với người. Người tuổi Tý thích sự gọn gàng ngăn nắp. Dù vậy họ không bắt người khác phải làm giống mình nên không có chuyện bị ghét. Họ còn là người rất đúng giờ, các kế hoạch làm việc luôn trong đầu họ, thứ tự ưu tiên công việc học hành đều rất rõ ràng. Người tuổi Tý nghiêm túc và trung thực. Do có tính ngăn nắp kỷ luật nên người tuổi Tý luôn cố gắng hoàn thành mục tiêu đã đặt ra một cách nghiêm túc. Tất nhiên, khi được nhờ làm việc gì đó, người tuổi Tý cũng không bao giờ bỏ dở giữa chừng. Người tuổi Tý là một người biết tiết kiệm, là một người không thích tiêu xài hoang phí, cũng như chi tiêu vào những việc không cần thiết. Họ thường đặt ra kế hoạch chi tiêu của mình, tuy nhiên họ không phải là người keo kiệt. Họ khá tích cực trong việc đầu tư cho tương lai cũng như chi phí cần thiết trong việc duy trì một mối quan hệ với ai đó. Do vậy mà họ hoàn toàn vui vẻ khi bỏ tiền ra tặng quà cho bạn bè hoặc là người thân trong gia đình. Người tuổi Tý có khả năng thích nghi cao, do đó trực giác của họ tốt nên họ để ý đến cả những điều nhỏ nhất, nên dễ rèn cho mình khả năng cư xử phù hợp với bất kỳ môi trường nào từ trường học đến nơi làm việc. Họ xem xét rất kỹ việc đối phương cần gì, cần phải hành động như thế nào, nhờ vào trực giác tốt mà họ thường không có những hành động phá vỡ bầu không khí. Người tuổi Tý không nói ra suy nghĩ thật của mình. Phía sau tính cách của một người cẩn thận, nghiêm túc, ôn hòa, người tuổi Tý có đặc điểm là khó khăn khi nói ra với người khác suy nghĩ thật của chính bản thân mình. Do không hay bày tỏ suy nghĩ, cảm nhận thật sự của bản thân, nên người tuổi Tý rất dễ bị căng thẳng. Họ nghĩ đến quá nhiều thứ và để tâm đến cả chuyện khá nhỏ, nên dần dần lo lắng càng trở nên nghiêm trọng hơn. Thêm vào đó là sự nghiêm túc lại càng làm cho bản thân bị gây sức ép cũng như chủ nghĩa hoàn hảo, làm tăng thêm áp lực. Từ những lý do như trên, đến khi chịu hết nổi họ sẽ bị bộc phát cảm xúc một cách dữ dội. Do đó mà những người xung quanh thường rất ngạc nhiên vì gần như không hiểu lý do tại sao. Người tuổi Tý có lúc sẽ chạy trốn khỏi vấn đề. Người tuổi Tý là người luôn nỗ lực và có khả năng chịu đựng cao, luôn đối mặt với các vấn đề trong cuộc sống cá nhân. Tuy nhiên với những vấn đề vượt quá khả năng của mình, người tuổi Tý có lúc thay đổi 180 độ và chạy trốn vấn đề. Tuy là người làm việc có kế hoạch, nhưng đối với những tai nạn đột nhiên xảy ra, họ không quá mạnh mẽ. Những lúc như vậy, không biết phải làm gì, xử lý như thế nào, và kết quả là họ trốn tránh điều đó. Thêm vào đó họ không giỏi trong việc nhờ vả người khác, nên lại càng làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Người tuổi Tý quan điểm yêu ghét một cách rõ ràng, tuy là một người có khả năng thích nghi và biết cách ứng xử hòa hợp với mọi người, nhưng thực tế người tuổi Tý có cái nhìn yêu ghét rõ ràng, đôi khi dữ dội đối với một ai đó. Cảm ơn quý anh chị tuổi Tý đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Tý có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Con giáp may mắn tiếp theo được nhắc tới chính là tuổi Dần. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần rất có động lực để phấn đấu.
dù ở bất cứ thời điểm nào, cuối năm dần có cơ hội leo cao thu hút được sự chú ý của lãnh đạo và quý nhân. Tử vi cho biết người tuổi Dần như cá gặp nước, mang nhiều thời cơ để thăng tiến, làm đầu tháng đó từ nay đến giữa tháng 12. Từ tài vận tới đời sống ý thức của Dần sẽ bước lên một tầm cao mới. Tuổi Dần mang thể tìm được thời cơ phát tài. Có thể nói trong thời gian này, người tuổi Dần rất bận rộn, nhưng con giáp này đã thu về khoản tiền không nhỏ, giúp cho gia đình sung túc và viên mãn hơn. Dần là con vật đứng thứ 3 trong danh sách 12 con giáp, nó đại diện cho uy quyền, sự dũng cảm, gan dạ và bất khuất. Vì thế, người tuổi Dần thường khiến mọi người nể phục, tin cậy, nhưng mọi người cũng rất cẩn thận khi bên cạnh người cầm tinh con Dần. Tuy nhiên, họ thực sự có đáng sợ hay không? Trời sinh người tuổi Dần vốn rất nhạy cảm, họ có giác quan thứ 6 và có khả năng nhìn thấu nội tâm của người khác. Người tuổi Dần không dễ dàng yêu mến một người, nhưng một khi đã yêu thì họ rất khó kiềm chế bản thân. Khi bị tổn thương họ rất đau khổ, bởi họ chỉ có vài người bạn tri kỷ. Tính cách theo tử vi của người tuổi Dần rất kỳ quái, có đôi khi nói rất nhiều, cũng có thể cả ngày không nói một lời. Khi cao hứng có thể nói không ngừng, khi mất hứng có thể nói một câu. Người tuổi Dần không thích mang thù, nhưng không thích để bụng, nhưng họ luôn biết ai tốt với mình và ai không tốt với mình. Người tuổi Dần luôn tỏ ra mạnh mẽ, vì thế họ thường giấu những nỗi buồn rầu, lo lắng, cô đơn ở trong lòng. Chỉ khi nửa đêm yên tĩnh họ mới sống thật với nội tâm của chính bản thân mình. Tuổi Dần rất nhạy cảm, giàu cảm xúc, quyến rũ nhưng lại hung hăng, bướng bỉnh và hay nghi ngờ người khác. Đặc điểm nổi bật của người tuổi Dần là lòng dũng cảm, tính cạnh tranh và sự khó lường, cực kỳ ghét phải tuân thủ mệnh lệnh và không hài lòng với quyền lực của người khác. Họ chọn làm lãnh đạo hay là kẻ nổi loạn. Con giáp này rất nhạy cảm, giàu cảm xúc, quyến rũ nhưng hung hăng, bướng bỉnh và hay nghi ngờ người khác. Hình tượng Dần trong tiếng Hán cổ trông gần như một chiếc cung tên được kéo căng với mũi tên sẵn sàng bay xa. Người tuổi Dần có tính cách là những nhà lãnh đạo mạnh mẽ, họ thích chỉ huy người khác và khát khao được là người số một. Trong bất cứ tình huống nào, Dần cũng là người đầu tiên bắt tay vào hành động, họ rất can đảm, dũng cảm và hoang dã. Bản năng nổi loạn cộng với ý chí sắt có thể khiến họ gặp rắc rối, nhưng cũng có thể là mồi châm ngọn lửa thành công. Người sinh nam Dần có sức mạnh và sự quyết liệt giống như con giáp mà họ mang tên, lòng can đảm khiến họ rất được tôn trọng. Ngay cả bởi những kẻ chống đối, con giáp này rất tự tin, đôi khi quá tự tin họ thích người khác nghe theo mình. Nhu cầu làm điều gì đó khác thường là động lực lớn nhất của người tuổi Dần, và đó là một trong những lý do vì sao lại có nhiều nhà tư tưởng, người chủ trương cải cách và nhà thám hiểm sinh vào năm Dần đến vậy. Nếu phát triển thái quá, cá tính này có thể đẩy họ tới chỗ làm bất cứ điều gì, miễn là mở ra được xu hướng mới. Tính cạnh tranh là đặc điểm nổi bật của tuổi Dần, đơn giản vì họ khó có thể bỏ qua thách thức, đặc biệt là khi danh dự bị đe dọa hoặc khi cần bảo vệ những người mà họ yêu thương. Khi phải đối mặt với khó khăn trở ngại, tuổi Dần tự tin mãnh liệt, chắc chắn sẽ đón nhận thách thức và chiến đấu đến cùng. Con giáp này có thể mạo hiểm cả khi không cần thiết, cực kỳ ghét bị phớt lờ, họ thích là trung tâm của sự chú ý. Người sinh nam Dần không hài lòng nếu những cố gắng của mình không được thừa nhận, họ không thích bị xếp hạng thấp hơn người khác trong công việc. Tính các người tuổi Dần rất khó dự đoán, vì vậy đừng bao giờ đánh giá thấp phản ứng của họ. Bề ngoài có thể tỏ ra điềm tĩnh, con giáp này sẽ trổ tài vồ mồi bất cứ lúc nào. Sinh ra làm người lãnh đạo, họ nhận thức sâu sắc về phẩm giá của mình, là những diễn giả tuyệt vời, họ có khả năng chỉ huy và thuyết phục đám đông qua các bài phát biểu. Người sinh nam Dần thường trở thành những anh hùng tự phát, cứu vớt nạn nhân khỏi tai nạn hoặc thảm họa trong khi những kẻ khác run rẩy đứng ngoài. Nếu đứng trong hàng ngũ nhân viên, họ có thể tỏ ra bướng bỉnh và cố chấp. Ở vị trí lãnh đạo, họ có thể là một ông chủ khó tính, dù biết động viên khuyến khích cấp dưới. Người tuổi Dần thông minh, cảnh giác cao và nhìn xa trông rộng, họ thích những công việc cho phép phát huy tính độc lập và không chịu để người khác lãnh đạo. Thông thường họ sẽ tiến lên vị trí cao nhất, đồng nghiệp và đối thủ e dè, thậm chí khiếp sợ họ. Bạn bè người thân cảm thấy bình an vì được ở bên một người bảo trợ mạnh mẽ. Người tuổi Dần thường bộc trực, đôi khi tới mức thiếu tế nhị và khiến người khác bị xúc phạm. Bề ngoài họ có vẻ bình tĩnh và tự kiểm soát tốt, nhưng sâu bên trong vẫn ẩn náu sự hung hăng nhất định. Tuổi Dần sẽ hoàn toàn trung thực về cảm xúc của mình,
và mong đợi điều này ở những người xung quanh. Nếu có tranh cãi, họ sẽ luôn mong đợi nhận được sự ủng hộ của bạn bè và người thân. Rất quan tâm tới cách mọi người đánh giá về nhân phẩm và quyền lực của mình, họ cố gắng hết sức để giữ gìn những ấn tượng đẹp. Cảm ơn quý anh chị tuổi Dần đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Dần có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Quý anh chị và các bạn thân mến, trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết về top 3 con giáp may mắn từ hôm nay đến giữa tháng 12. Hy vọng rằng với những thông tin trên sẽ giúp quý anh chị và các bạn chủ động hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống của mình. Chúc quý anh chị và các bạn luôn hanh thông trong cuộc sống. Và để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Tâm Linh 365, quý anh chị hãy hoan hỉ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Hoặc quý anh chị có thể truy cập vào đường link Facebook Tâm Linh 365 đã được gắn link ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.